Vicky, chương 14 Lễ tẩy sạch người mắc bệnh phung, chưa phán dạy môi xe. Đây là luật lệ áp dụng cho người phung khi được tinh sạch và được dẫn đến với thầy tế lễ. Thầy tế lễ phải ra ngoài ranh trại và khám người ấy. Nếu thấy người ấy đã khỏi bệnh phung, thầy tế lễ sẽ bảo đem đến cho người được khỏi bệnh hai con chim sống thuộc loại tinh sạch, gỗ bá hương chỉ sợi màu đỏ cây bài hương thầy tế lễ ra lệnh giết một con chim trong chậu bằng đất trên dòng nước sau đó thầy tế lễ đem con chim còn sống cùng với gỗ bá hương chỉ sợi màu đỏ và cây bài hương nhúng vào huyết con chim đã bị giết trên dòng nước và giải huyết bảy lần trên người khỏi bệnh phung rồi tuyên bố người ấy tinh sạch sau đó thầy tế lễ thả con chim còn sống ra đồng trống người được tẩy sạch phải giặt áo sống cạo sạch dâu tóc và tắm trong nước rồi sẽ được sạch sau đó người ấy có thể trở vào danh trại nhưng phải ở bên ngoài lều của mình trong bảy ngày bảy ngày sau người ấy phải cạo sạch hết tóc râu lông mày và lông trong người phải giặt áo sống tắm trong nước và được tinh sạch đến ngày thứ tám người ấy phải đem đến hai con chiên đực không tỉ vết và một chiên cái một tuổi và không tỉ vết cùng với ba phần một phần mười e pha bột mịn pha dầu để làm của lễ chay và một lót dầu thầy tế lễ làm lễ tẩy sạch sẽ đem người được tẩy sạch và của lễ của người ấy đến trình diện trước mặt chứa tại cửa trại hội kiến thầy tế lễ bắt một con chiên đực dâng làm của lễ chuộc tội cùng với một nốt dầu và dâng các món này lên làm của lễ đưa qua đưa lại trước mặt chúa thầy tế lễ phải giết con chiên này trong nơi thánh tại nơi giết sinh tế làm của lễ chuộc tội và của lễ thiêu cũng như sinh tế chuộc tội sinh tế chuộc lỗi về thầy tế lễ và là một món rất thánh thầy tế lễ sẽ lấy một ít huyết của sinh tế chuộc lỗi đem sức lên trái tay bên phải lên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người được tẩy sạch rồi thì nên nẽ sẽ đổ một ít dầu vào lòng bàn tay trái mình nhúng ngón tay trỏ của bàn tay phải mình vào dầu trong lòng bàn tay trái rồi dùng ngón tay dậy dầu bảy lần trước mặt chúa thầy tế lễ lấy, lấy một ít dầu trong lòng bàn tay sức lên trái tay bên phải, lên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người được tẩy sạch phần còn lại để lên trên huyết của con sinh tế chuộc lỗi. Phần dầu còn lại trong lòng bàn tay được thầy tế lễ đem sức lên đầu của người được tẩy sạch để chuộc tội cho người ấy trước mặt Chúa. Thầy tế lễ dâng sinh tế chuộc tội để chuộc tội cho người được tẩy sạch ô uế sau đó thầy tế lễ giết sinh tế làm của lễ thiêu đem nó dâng trên bàn thờ cùng với của lễ chay để chuộc tội cho người ấy và người ấy sẽ được tinh sạch tuy nhiên nếu người ấy nghèo không đủ sức dâng các của lễ trên người ấy sẽ dâng một con chiên đực làm của lễ chuộc tội theo cách dâng đưa qua đưa lại cùng với một phần mười ê e pha bột mịn pha dầu làm của lễ chay và một lót dầu hai chim gáy hay hai chim bồ câu non theo khả năng mình một con dùng làm của lễ chuộc tội và một con làm của lễ thiêu đến ngày thứ tám người ấy mang các con sinh tế làm lễ tẩy sạch cho mình đến cửa trại hội kiến trước mặt chúa thầy tế lễ đem con chiên con dành làm của lễ chuộc lỗi cùng với lót dầu và đưa qua đưa lại trước mặt chúa làm của lễ đưa qua đưa lại rồi thầy tế lễ giết chiên con làm của lễ chuộc lỗi, lấy một ít huyết, con chiên sức lên trái tay bên phải trên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người được tẩy sạch. Phần dầu còn lại trong lòng bàn tay được thầy tế lễ đem sức lên đầu của người được tẩy sạch để chuộc tội cho người ấy trước mặt Chúa. Sau đó thầy tế lễ dâng hai con chim gáy hai con chim bổ côn con tùy theo khả năng của người ấy một con làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu cùng với của lễ chay như vậy thầy tế lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt chúa đó là những luật lệ áp dụng cho người đã mắc bệnh phung nhưng không đủ khả năng dâng các tế lễ để làm lễ tẩy sạch cho mình tẩy sạch mốc meo trong nhà chúa phán dạy môi xe và aaron khi các ngươi vào đất Canaan là xứ ta cho các ngươi làm sản nghiệp. Nếu ta dáng mốc meo trên một nhà nào trong xứ đó, người chủ nhà phải đi trình với thầy tế lễ. Tôi thấy trong nhà tôi có cái gì giống như mốc meo. Trước khi vào khám nhà đó, thầy tế lễ ra lệnh đem hết đồ đạc trong nhà ra để không có một món đồ đạc nào trong nhà bị tuyên bố và là không tinh sạch thầy tế lễ sẽ khám chỗ mốc meo trên tường. Nếu thấy chỗ mốc meo có chỗ lõm màu xanh xanh hay đỏ đỏ và dường như sâu hơn mặt tường, thầy tế lễ sẽ bước ra khỏi cửa nhà và niêm phong nhà lại trong 7 ngày. Sau 7 ngày, thầy tế lễ trở lại để khám nhà. Nếu vết mốc meo lan rộng trên tường, thầy tế lễ sẽ ra lệnh gỡ các tảng đá bị mốc mèo và đem đi vứt vào một nơi không tinh sạch bên ngoài thành. Thầy tế lễ sẽ bảo cạo tất cả các bức tường trong nhà rồi hốt hết bụi cạo ra, đem đổ vào một nơi không tinh sạch bên ngoài thành. Sau đó cho người lấy đá khác thay thế các tảng đá và gỡ bỏ và tô hồ trở lại nếu sau khi đã gỡ bỏ đá, đã cạo sạch và tô hồ lại mà mốc meo còn xuất hiện, thầy tế lễ sẽ khám nhà đó và nếu thấy mốc meo đã lan rộng trong nhà thì đó là trứng phung ăn lan và nhà đó không tinh sạch. Người ta sẽ phá giữa nhà ấy, đem đá, cây gỗ và hồ ra ngoài thành đổ tại một nơi không tinh sạch. Ai vào nhà trong khi bị niêm phong sẽ bị ô uế đến tối. Ai ngủ hay ăn trong nhà ấy phải giặt áo sớm mình. Nhưng nếu khi khám nhà và thấy mốc meo không lan ra sau khi nhà đã được tô hồ, thầy tế lễ sẽ tuyên bố nhà ấy tinh sạch vì đã hết mốc meo để làm tẩy sạch nhà. Thầy tế lễ sẽ dùng hai con chim, một ít gỗ bá hương, chỉ sợi màu đỏ và cây bài hương thầy tế lễ sẽ giết một con chim trong chậu đất trên dòng nước đem con chim còn sống cùng với gỗ bá hương cây bải hương và chỉ sợi màu đỏ nhúng vào huyết con chim đã bị giết trong dòng nước chảy rồi dày lên nhà bảy lần thầy tế lễ sẽ tẩy sạch nhà với huyết chim với dòng nước chảy con chim sống gỗ bá hương cây bải hương với chỉ sợi màu đỏ sau đó thầy tế nễ thả con chim còn sống ra đồng trống bên ngoài thành như vậy thầy tế nễ sẽ làm lễ chuộc tội cho nhà và nhà sẽ được tinh sạch trên đây là những luật lệ áp dụng cho chứng bệnh phung và viết ngứa cho vết bốc meo trên áo sống hay trong nhà cho vết sưng ung nhọt hay chỗ lở để xác định cái gì tinh sạch cái gì không tinh sạch đó là luật lệ về các chứng phung